Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào cả nhà thân yêu của em luôn. Thì nay đóng hàng đi giao cả nhà chuyến hàng đầu năm luôn. Này 7 cống nhôm. Đây. Ui. Chuyến hàng đầu tiên của năm 2024. Bãi này bị lớn nha anh em. Chiều ngang nó thì 6. Chiều cao cũng 6 luôn. Còn chiều dài thì 12. Đây. Anh em thấy cái vảy cứng cáp không? Chất lượng. Đó. Đây là khóa tử nha. Móc. Đây, loại này thì nó chiều cao nó 5, chiều ngang nó 6. Còn chiều dài thì 11 cũng có, 12 cũng có, tùy theo anh em muốn làm dài bao nhiêu, 12, 13 gì đó thì em làm theo ý của anh em, thì tiền nào của nấy nha anh em. Đó. Đó. Còn đây là 7 7 đường luồn nha. Lưới vân 2, bé này bé nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình đặt cống nhôm cũng vẫn được luôn, đặt đường luồn cũng vẫn được bình thường. Chứ chứ không phải là đặt chuột vàng được không không. Thì có cống nhôm thì mình đặt ngay luồn nó chạy thì nó sẽ nằm gọn trong đây luôn. Chiều chiều ngay chiều dài. Chiều dài của nó 2 tấc à. Mười mấy ô gì đó em cũng quên rồi. Này đếm coi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 15. Chiều dài 15, 15 ô. Chiều cao lên 7 ô. 1 2 3 4 5 6 7. Chiều ngang 8 ô. Đó. Cái này là em làm theo yêu cầu của anh Hải ở ấp Cây Me, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nha. Bữa nay là giao cho anh Hải. Cái này là 40 cái. Còn cái 7 cống nhôm này, 7 lớn này thì 30 cái. Là 70. Cái này là làm theo yêu cầu. Chứ nếu mà mình đặt chuột lúa, chuột vàng, cơm đâu, đặt đường luồn á thì nó sẽ nhỏ hơn nữa. Nó nhỏ lại và nó ngắn lại chứ nó không phải là dài như vậy đâu. Lò xo rồi thì khỏi chê đi nha anh em. Lò xo chất lượng luôn. Này cũng có móc tử nữa nha. Đó. Móc chống sảy. Rất là ok nha anh em. Rồi thì anh em nào có cần bẫy đường luồn này, bẫy đường mòn này thì liên hệ với em. Bẫy cống nhôm cũng vậy. Anh em cần thì cứ việc liên hệ với em. Em nhận em làm theo yêu cầu nha. Đàn đóng bao. Số điện thoại em để trên màn hình nha anh em. Rồi, em xin chào cả nhà thân yêu của em vào buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay đi thăm bãi chuột của nhà. Giờ này cũng 6 giờ mấy. Thì ngày mới, năm mới. Em xin chúc cả nhà mình luôn nhiều sức khỏe nha. Mình luôn tràn đầy thành công trong công việc nha cả nhà. Qua em đặt cái khu này 16 cái. Ở thằng đây em có 1 cái. Giống người ta cắt cỏ. Qua em đặt thì chưa cắt. Nay cắt cỏ mấy bên này. Còn mấy bên này người ta chưa cắt. Dính cái nhà, dính. Ôi trời. Ôi. Vô cái nhà ơi. Đó, cái nhà nó làm nghe làm gì không? Nó khè cả đó. Ôi, nè. Tròn đen cái nhà ơi. Ôi. Nè. Lụm con tròn đen à. Ôi, đặt mấy chuột chín tròn đen luôn. Ngay cái đường nó chạy nè. Ôi, đã chưa?
quá phê anh ơi. Ôi, không ngờ luôn. Một lần thì vợ em đặt dính con, ngay đặt cũng ngay cái luồng nó chạy mà con kia thì nó bự. Còn nay con này thì nhỏ như cái nhà con này như cái chừng ký à. Thôi, thấy thèm không? Ba im quá im. Cái đầu tiên khai trương, cái đầu tiên mà về là ngon rồi cả nhà ơi. Đó, ủi. Ủi. Gầy móc lên thì mình vô phương mình ủi luôn. Cầm lên nặng quằn à, nhưng mà đất á cả nhà, đất với cỏ khô này, nó lôi vô ướt á. Ướt á cho nên hơi nặng. Đây, nè. Đó. Nó đi ăn chuột á cả nhà, nó đi ăn chuột mới nó chạy dính nè. Quá im, quá im. Rồi, đem bỏ vô cả nhà. Đã, sướng. Đây bãi tiếp tục nha cả nhà. Đây em có một cái này, ông cái lỗ này. Đây, dính nữa. Con này nhỏ nha. Con này nhỏ chứ không bự. Đó. Có dính là cũng ngon rồi. Hồi nãy đầu tông kia dính con trộm xong rồi em đi lại một đoạn nữa, dính được hai con nữa mà em không có quay. Tại có người ta đang đứng nói chuyện á. Đứng nói chuyện với em cho nên em không có bấm máy em quay luôn. Đây, hai con nè. Con bự, con nhỏ. Đó. Khá là êm. Cho nó cắt cỏ cũng hên. Đây có không? Có dấu vạch qua dấu vạch của em mà em không có đặt. Tiếp tục cả nhà. Đây cái gì đây? Mà môi đắp đắp lại lên. Rồi không không có tín hiệu. Con y trong đây cái nữa cả nhà. Rồi không dính luôn. Ngon ngon không mà không dính. Mấy chỗ không ngon thì nó lại dính, còn mấy chỗ ngon thì nó lại trớt. Ơi, ngày hôm qua em ngồi em đặt lên kia cái bà chị bà đi cắt cỏ, em đang lâm thôm em đặt, bà hỏi cái hết hồn, bà hỏi đặt gì mà ngồi im ru, đặt thì nó phải ngồi im chứ không lẽ giờ la làng lên, bà hỏi cái hết hồn á, thiệt mình. Sáu cái nè, bốn con. Đây cái nữa. Cái này lụm mà cả nhà ơi. Đây. À. Nhỏ nhỏ không? Mới được có một con bự. Hình như ngoài đây cái nữa chứ phải. Đúng rồi. Cái này không dính. Rồi thì em cũng mới vừa thăm bẫy xong cả nhà ơi. Đây 16 cái dính được mấy con đây. Để em tổng kết luôn mày ở ngoài đồng luôn cho cả nhà mình cùng xem, cho anh em mình cùng xem luôn. 5 cái không dính. 1 con này nó dính nên nó đẻ tông bẫy luôn mà hai con đẻ hai con chết hết hai con rồi.
3. Ở trong đây 4 con, nó được 7 con cả nha. Nha anh em. Nè. Khỏi lấy la đi, lấy la cũng sắp vô nữa rồi. Đây, nè. Có con này bự nè. Với này con này. Ba con ở đây cũng được. Với con tròn đen. À. Không, 16 cái mình dính được 7 con. Hết 9 cái không dính. Quá êm nha. Con này không biết nó còn đẻ nữa không, biết cái bụng nó chắc còn hay sao. Rồi thì video em xin kết thúc đây nha cả nhà. Đặt bẫy chuột mà dính chồm nè. Nhà thấy hay không, anh em thấy hay không, cho em xin một like nha. Rồi chào tạm biệt anh em, chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà trong clip theo nha. Rồi cái răng nó kìa, quá chừng luôn.